ông bố nhiệt tình của năm là đây. Thấy con trai đi Mỹ về mà chưa có bồ, lập tức bật mút đi ngoại giao rồi đẩy thuyền nhiệt tình, không ai nỡ từ chối. Vẫn là câu chuyện quen thuộc của những ông bố bà bố và những cậu ấm cô chiêu đã đến tuổi cập kê nhưng chưa có mảnh tình bắt vai. Nhưng lần này chúng ta sẽ không phải nghe những bài ca ngôn thở của các quý vị phụ huynh nữa, mà thay vào đó cộng đồng mạng được chứng kiến một màn ngoại giao cực đỉnh cao của ông bố trong đoạn video đây. Nhìn ông tích cực đẩy thuyền cho đứa con trai mà ai cũng phải bật cười, không nỡ chối từ. Ê bạn, theo chú hỏi đấy kìa. Này cũng đẹp trai, nhỏ đẹp gái. Không sao, bạn con vàng lắm. Mày thương quá. Tao đi ra mày. Thôi cho nó tự qua đi, cho nó tự qua đi. Rồi cho nó tự qua. Mình nó tự qua. Đi. Mày đi kỹ không mày. Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông bố có anh con trai đi Mỹ và một cô bạn nào đó ở nhà bè khiến dân tình không khỏi thích thú. Tuy sống ở trời Tây nhưng qua lời của ông bố thì anh con trai lại có vẻ hướng nội nên ông bố phải làm thay phần ngoại giao đó. Nhưng đáp lại lời của ông bố, nhóm thanh niên cũng hài hước không kém, cũng tích cực chèo thuyền cho cô bạn còn đang độc thân của mình. Sau một hồi giao tiếp, anh con trai cũng phải mạnh dạn đi qua cục ly với cô gái trong sự niềm nở của tất cả mọi người. Có vẻ như cũng vì lo lắng cho đứa con của mình nên ông bố có hơi quá chén. Thế nhưng màn ngoại giao của ông bố này xứng đáng được xem là bậc thầy mai mối. Mong rằng anh con trai cũng sớm có tin vui để gia đình không còn sốt ruột nữa. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.